Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Vicky TV và mình là Victoria. Ngày hôm nay hãy cùng mình trải nghiệm một món ăn cực kỳ mới lạ, độc đáo và đang là thịnh hành tại Hàn Quốc ngày thời gian này. Đó chính là món wrap-up. Wrap trong từ ramen và pap trong từ pap. Ramen nghĩa là mì và pap là cơm. Món này nghĩa là món cơm mì, mì cơm. Bây giờ hãy cùng mình làm thử món này nha. Mình sẽ vừa xem YouTube vừa thực hiện món này. Mọi người, nếu như mà mọi người có thể làm cùng thì hãy làm cùng mình nha. Ta-da! Đầu tiên, một, gạo Việt Nam ngon hơn nhiều các bạn ạ. Gạo Hàn Quốc vừa đắt vừa không ngon. Hai, và mì. Ta-da! Sau đó thì sử dụng cái cốc giấy mà lúc nãy mọi người dùng để đo gạo á. Gấp 1 lần rưỡi lượng gạo, nghĩa là chỉ cần 3 cốc này là được. 1 mì, mọi người nhớ dùng mì Hàn Quốc nhé, tại vì mì của Việt Nam mình nó là kiểu không cần nấu lâu ấy, mì Hàn Quốc nó dai hơn và nó cần phải nấu lâu hơn, nên là nếu có thể mọi người hãy dùng mì Hàn Quốc, còn nếu mà dùng mì Việt Nam thì mình phải điều chỉnh lại thời gian. Đây là gia vị. Bây giờ thì sẽ giảm lửa xuống mức vừa. Giảm lửa xuống mức vừa và sẽ nấu trong vòng 5 phút. Lần này sẽ bật lửa nhỏ xíu xuống. Và 3 phút. Nếu các bạn thích ăn trứng thì đập trứng vào nhé. Nhìn ngon tuyệt luôn ý. Wow, mì vẫn còn rất dai mọi người ạ.
Bên dưới này có cháy rồi nè. Không biết là vị sẽ như thế nào đây. Làm nào nhìn cho nó đẹp bây giờ. And then wow, sợi mì cực kỳ dai luôn, mùi thơm lắm luôn đấy. Wow, mùi thơm đã luôn ấy. Wow, nhìn không được đẹp mắt cho lắm. Cho bạn béo ăn phần xấu để mình ăn phần đẹp ấy. Ta ta. vừa ăn cơm vừa xem phim. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem mì như thế nào nhé. Em trai mình đang nhìn mình như